chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, quý vị nào có bao giờ mà đi mua đồ hàng đồ ăn hàng ngày, đi shopping hàng ngày, grocery hàng ngày, đi mua nhưng mà được những cái công ty nó trả tiền lại để đi mua, mình đi mua nhưng mà về nó trả tiền lại cho mình. Mình ăn uống, mình đi vô trong nhà restaurant này, mình đi vô như là những cái công ty những cái grocery như Amazon hoặc là những cái công ty mà những cái market hàng ngày mình mua đồ ăn hàng ngày cho mình nhưng được người ta trả tiền lại. Thì đây là hôm nay như đưa cho quý vị đến trong một những thông tin nó rất, rất là thú vị đó là secret shopping. Có nghĩa là mua sắm bí mật. Thì mua sắm bí mật có nghĩa là gì? Là đây là một trong những cái công ty mà họ muốn đi khảo sát thị trường ở trên thế giới, ở trên những cái công ty, những cái nhà hàng, những cái món ăn nó như thế nào thì họ thuê những cái người tiêu dùng đi tới đó mua hàng, mua đồ về họ trả tiền lại và cái cách thức của nó như là thế này gọi điện trước khi cửa hàng để xem nhân viên trả lời điện thoại như thế nào hỏi một nhân viên câu hỏi cụ thể để kiểm tra cái mức độ dịch vụ khách hàng của họ rồi ghi chú về diện mạo vật lý hàng hóa mà khi đi vô trong đó trách nhiệm của người mua hàng bí ẩn là thu thập dữ liệu của một doanh nghiệp cụ thể trong quá trình trải nghiệm mua sắm của họ như thế nào rồi về report lại viết lại cho những cái công ty marketing đó thì trên màn hình quý vị thấy đó là một người tỷ phú tên là Bowen ông ta nói rằng khi mà ông ta ăn uống hàng ngày ông ta chỉ chi phí có 25 đô la mỗi ngày mà thôi mặc dù anh ta là tỷ phú bây giờ rồi nhưng mà đi mua sắm hàng ngày chi phí ăn uống hàng cái những cái vật dụng ngày thường chỉ có 25 đô la coi như mỗi tuần mà thôi là do anh ta đi vẫn đi làm cái secret shopping là bí mật như vậy cho những cái công ty rồi những cái công ty đó trả tiền lại nhưng mà ông ta nói rằng anh ta nói rằng không phải là anh ta giàu tỷ phú nhờ những cái 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 secret shopping đâu nhưng mà anh ta giàu là nhờ buôn bán nhà cửa hàng hóa mọi thứ ở trong nông nghiệp ở trong công ty của anh ta nhưng bên cạnh đó anh ta vẫn làm cái việc si shopping tự vì là khi ông ta khi anh ta không có tiền cái câu chuyện xảy ra là khi anh ta không có tiền hồi xưa rồi đi mua hàng đi chợ không có tiền thì anh ta gặp một cái công ty đó thì cái công ty nó nói anh ta bây giờ đi vô trong đó mua hàng hỏi hàng cho người ta rồi về đó trả tiền lại từ đó anh ta trở thành một cái công việc hàng ngày của anh ta mà nó rất là thú vị tại trước sau thì hàng ngày quý vị cũng phải đi vô chợ mua áo mua quần mua đồ nhưng mà quý vị mua đó chỉ hỏi vài câu hỏi rồi về report lại nhưng mà anh ta cũng warning rằng là khi đi mua hàng như vậy khi mà những cái công ty đó có những công ty scam nếu mà họ nói rằng là uh, quý vị trả tiền cho họ rồi mới đi làm thì đừng có làm điều đó thì những cái công ty này quý vị phải đi lên trong đó có những có tên nào hoạt tên là những công ty Batman quay cái review của nó kỹ càng rồi mới đi làm cho những cái công ty này. Dì thì vâng. đó là một cái 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 hình thức đi mua sắm mà được người ta trả tiền lại cũng rất là mới phải không quý vị. Hay ha? thêm uh -huh. một cái hình thức kinh doanh nữa mà em nghĩ rằng nó nó rất là hợp với những cái giới trẻ hiện nay yeah. khi mà chúng ta có khả năng mà chúng ta lái xe rồi chúng ta Uh, đi đến những cái nơi đó Rồi chúng ta còn review lại để mà chúng ta được lấy thêm cái điểm để mà lấy thêm cái tiền nữa thì uh -huh. em nghĩ rằng đây là một kiến thức kinh doanh rất là tốt để mà cho giới trẻ người ta có thể học hỏi. Đúng không chị Như Huyền? kính uh -huh. uh, Thưa quý vị, vừa qua thì một cái trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nó đã gây nên một cái gọi là cái khủng hoảng uh, khủng khiếp và nó gây nên cái chấn động cả thế giới thưa quý vị. Một cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ uh, và Syria tổng cộng là hơn 50.000 người bị bị chết, bị thiệt mạng trong cái trận động đất đó cộng với rất là nhiều người đang còn nằm trong cái đống đổ nát. Uh, liệu rằng là trong cái tương lai những cái trận động đất như thế nó còn sẽ còn xảy ra hay không thì cái câu hỏi đó thì chắc chắn rằng lê thái bỏ ngỏ bởi vì uh, chúng ta không biết trước được cái tương lai nó sẽ như thế nào nhưng hiện nay thì gọi là cái bề mặt cái vỏ trái đất thì như quý vị mình đã biết lúc nào nó cũng biến động bất thường hết thành ra là bất kỳ những cái nơi nào những cái khu vực nào nằm trong cái gọi là cái bản đồ động đất của trên thế giới đó thì đó là những cái nơi có nguy cơ động đất rất là cao riêng ở thổ nhĩ kỳ thưa quý vị thì con người của chúng ta nhận biết được động đất bằng cách là khi mà nó có những cái độ rung lên rung nhẹ lên bằng chúng ta đo bằng cái độ richter richter thưa quý vị thì khi mà nó có xảy ra những cái chấn động nhẹ đó bắt đầu trước những cái trận động đất đó thì chúng ta sẽ đo được những cái những cái dư chấn đó trước đó nhưng mà liệu thì con người chúng ta chỉ làm được đến đó thôi nhưng mà con động vật đố chỉ là động vật nó có thể nó biết trước được những cái cơn trận động đất hay là những cái trận sóng thần mỹ không? Những cái con vật nó biết được? Dạ vâng. Cái bản tính vâng, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin rất là thú vị mà Lê Thái cũng nghĩ rằng rất là nhiều quý vị cũng biết nhưng mà ngày hôm nay thì các nhà khoa học người ta lại khẳng định một lần nữa là có những cái video vừa qua đã xuất hiện ở trong cái trận động đất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nó đã chứng minh rằng là các loài động vật nó có những cái hành động kỳ lạ trước những cái trận động đất kinh hoàng xảy ra ở cái đất nước này vào cái tuần hai tuần trước. Cái đoạn phim này dường như cho thấy rằng là cái tiếng chó sủa và những cái tiếng chim bay bất thường dẫn đến thảm kịch đã giết hơn là 50.000 người và mọi người thường báo cáo cái hành vi bất thường từ động vật dẫn đến cái chấn động từ cái vỏ của trái đất hay chúng ta nói nôm na là những cái động vật này nó biết được cái khả năng mà xảy ra những cái trận động đất. Và đằng sau những cái giác quan thứ sáu này là những nhà khoa học người ta nghiên cứu người ta nói gì? Có những cái động vật phát hiện là động đất rất là sớm trong quá khứ à, khoảng 500.000 cái trận động đất được phát hiện mỗi năm thưa quý vị xảy ra trên thế giới và trong đó có khoảng là 100 trận động đất gây thiệt hại rất là nặng nề và các nhà địa chấn học người ta không có một cách nào để biết chính xác cái trận động đất tiếp theo sẽ xảy ra là khi nào và ở đâu. Vì vậy cái khả năng mà động vật trở thành một cái hệ thống cảnh báo sớm là rất là thú vị nếu như mà chúng ta tìm hiểu về cái bản tin này. Cái ý tưởng cho rằng là động vật nó có thể dự đoán được những cái chấn động mạnh của trái đất không phải là mới đây. À, trong năm 373 trước Công Nguyên à, tác giả người La Mã tên là alien đã viết một cái việc rằng là những con con rắn con chuột và những cái con côn trùng nó đã chạy trốn khỏi thành phố Hekli trước khi mà cái thành phố này bị phá hủy bởi một cái trận động đất vô cùng lớn. Và gần đây thì những cái con rắn ngủ đông đã rời bỏ thành phố Hải Thành của Trung Quốc trước trận động đất mạnh là 7.3 độ Richter vào năm 1975. Năm 2016 thì có hàng ngàn con chim đã bay đi trước khi một cái trận động đất xảy ra ở Oklahoma, Hoa Kỳ chúng ta. Và động vật nó vẫn có thể cảm nhận được những cái trọng trận động đất xảy ra sớm vài phút hoặc đến vài giây thưa quý vị. Và khoa học người ta cũng cho rằng là động vật có thể cảm nhận được những cái chấn động ban đầu sớm vài giây hoặc là vài phút và những cái chấn động đó nó có thể nó chia theo cái từng cấp độ một. nhưng mà theo tất cả các nhà khoa học thì đặc biệt là những cái con chuột, côn trùng, chó, dế hay con voi và những cái con dê này nọ những cái con mà nó đang đi trên mặt đất là những cái con cảm nhận được và trên ảnh thưa quý vị thấy là đây là những cái con ếch hay con ảnh nương là những con này nó cũng biết được cái khả năng động đất xảy ra như thế nào và nó trồi lên hết trên mặt đất rất là thú vị. Wow, cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta, nhất là người châu Á của chúng ta, saving, tiết kiệm tiền rất là quan trọng. Đó là một trong những cái bản tính tốt của người châu Á và kể cả người Việt Nam của mình nữa. Thì đây là một câu chuyện ngày hôm nay như đưa đây đến cho quý vị. Một cô gái, bây giờ là 38 tuổi, lúc cô ta 20 tuổi, cô ta saving là dành dụm được tiền 100.000 đô. Thì của 100.000 đô ta nghĩ thôi bây giờ mình dành dụm chân đó được rồi mình phải tự thưởng cho mình. Thì cô ta đi ra mua một cái sách Chanel đó là 2.850 đô la nhưng mà cái sách Chanel á bây giờ cái giá cũng cái giá như vậy nó không có lên được bao nhiêu hết thưa quý vị thì cô ta nói đó là một cái điều sai lầm lớn nhất nếu mà cái năm đó năm 2010 cô ta đầu tư vô Amazon cái cổ phiếu của Amazon 2.850 thì theo CNBC cái trị giá của năm 2010 là 38.846 gần 40.000 đô la nếu mà cô ta đầu tư 2.850 đô la vô tức là cái lợi nhuận cái tổng lợi nhuận là gấp 1.298% cô ta nói đó là một cái điều sai lầm lớn nhất của cô ta là không sử dụng tiền đó mà ngay lúc đó cái check channel dĩ nhiên là nó thêm tiền hơn cô ta muốn mua hơn nhưng mà một cái điều tệ hại đi nữa cô ta nói rằng theo cái kinh nghiệm của cô ta đó là tôi dần dần hình thành một cái thói quen chi thói quen chi tiêu tồi tệ nghiêm trọng lúc đó còn mua thêm mua thêm mua những cái sách trà neo khác rồi spend hết tiền spend quá nhiều tiền tới bây giờ không còn nhiều nữa thì nó cứ đi xuống dốc trơn trượt như vậy của mỗi năm mà cô ta nhìn lại thì 2850 nếu mà cô ta đầu tư vô cái cổ phiếu của Amazon lúc đó là bây giờ gần 40 000 đô rồi. Mà cũng đúng thiệt thưa quý vị, Amazon lúc đó cái cổ phiếu mới ra nó rất là rẻ. Tới bây giờ cổ phiếu của Amazon là khuy gì lên tới cao rồi. Mà có những ai đầu tư rất nhiều vậy những cái người họ giàu lên là nhờ cổ phiếu. Nhưng mà nói chung nói lại đó là cũng tùy theo của hên mỗi xui người thôi, hình thôi. tùy yeah. theo cái biến động của thị trường như là em thấy là nhiều khi chúng ta đặt cược vào cái cổ phiếu đó, uh -huh. uh, Chứ cổ phiếu cũng là một trong những hình thức là nó kinh doanh, nó rất là thông minh những người đầu đầu óc nhạy bén và lúc yes. nào chúng ta cũng phải cầm điện thoại và lên laptop lúc nào chúng ta phải <laughs> lướt liên tục để yeah. chúng ta xem cái chỉ số mà nó 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 lên xuống như thế nào để chúng ta có thể rút ra rút vào và đầu tư nhưng mà em nghĩ là tùy theo cái cái duyên của mỗi người thôi. Đúng nhiều à. khi bây giờ cô sách cái vỏ channel đó, cô cảm giác cô tự tin còn hơn là cô bỏ những cái số tiền đó lúc trước cô bỏ vào thì cô đâu tự tin nó cũng nghĩ là nó không có lên đúng, đúng không rồi. chị tùy theo của mỗi người thôi quý vị nhưng mà theo cái câu chuyện đây là đôi lúc mình cũng nên tiết kiệm trong cái cuộc tiết sống đi chị đó chị cũng nên tiết kiệm <laughs> em thấy chị xài đồ ghê lắm luôn đó <laughs> Lê Thái nói vậy, còn em thì sao? Hai chị em giống nhau lắm thưa quý vị. Dạ vâng. Uh, hai chị em ngồi la nhau vậy, chứ cuối cùng hai đứa dắt nhau đi mua đồ. Dắt nhau đi shopping đúng không? Yes. Chèo LV đúng không? À, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng của tổ Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài.